Bất động sản tiềm năng Tiền Giang xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Thì hiện tại em đang có mặt tại xã An Thạnh Thủy thuộc huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho quý khán giả 3.500 m² đất. Và ở đây cái con đường đan, em sẽ giới thiệu con đường đan này trước nha. Ở trước màn hình của em, mình chạy thẳng khoảng 1,2 km là mình sẽ tới quốc lộ 50. Còn mình rẽ theo cái đường nhánh bên phải này á là khoảng một cây số là mình sẽ tới tỉnh lộ 877, còn gọi là đường Bình Thủy. Thì ở khu vực này đa số là đất vườn, tuy nhiên đường ở đây rất là thông thoáng. Và cái đường này là đường xe du lịch nha, 4 chỗ mình chạy vi vu luôn. Nhưng mà nó, ví dụ như mình muốn quay đầu thì mình phải chờ tới những cái ngã ba như thế này thì mình mới quay đầu nó mới tiện. Chứ còn đường đan này thì mình chạy thì nó êm. Đó. Thí dụ như mình tới cái ngã ba này mình quay đầu nó mới dễ nè. Thì đây là cái con đường đi lên cái miếng đất em giới thiệu. Nó cách cái miếng mặt tiền này một thửa ha. Còn nếu mà mình đi thẳng theo hướng này, hướng trước màn hình của em, mình đi thẳng qua đây, vô đó mình đi khoảng 500 m đó, là mình sẽ tới đường nhựa, đó là đường Nguyễn Long. Và đây là cái đường mà mình lên đất nha. Đường này là cũng đường đan nhưng mà nó hơi cũng như là rong rêu, nó đóng quá cho nên là mình nhìn trong video nó không có được đẹp lắm. Thì đường đan này bản thân của nó khoảng 2 m thôi. Thì bắt đầu từ đây, từ ngay cái vị trí là cái cây dừa này ha, trở xuống đây là của cái phần giáp ranh từ cây dừa này trở lên. Đó, từ cây dừa này trở lên tới cái cây dừa bên kinh này nè là 35 m mặt tiền nha. Mặt tiền 35 m, mặt hậu cũng 35 m luôn và chiều dài là 100 m. Đất này đất cây lâu năm, trên đất là đất trống. Trong đất mình thì chỉ có một cái mương nhỏ thôi. Tới cây dừa liền luôn nha. Đó, và từ cái dừa này trở qua là nguyên cái đám đất trống này luôn. Còn cái chớp đỏ đỏ đó là cái nhà mồ của cái phần đất kế bên. Trong đất của mình thì không có mồ mả gì hết. Tuy nhiên cái mặt tiền này là nó bên kênh nha anh chị. Đây là 35 m mặt tiền bên kênh. Khu vực này thì rất là sáng. Nếu anh chị nào mình mua mình làm trại chăn nuôi hoặc là mình để dành mình làm vườn thì cũng rất là tiện ha. Đây, cái kênh này nó rộng khoảng 3-4 m. Trong đất này là đất trống thôi, hiện tại thì nó là cỏ thôi. Lúc trước thì chủ kêu là 550 triệu 1.000 m², nhưng mà do là hôm trước nay thì đất nó cũng hơi hơi đứng, nó không có, nó cũng hơi bị khó giao dịch cho nên là bữa nay là chủ mới giảm giá xuống còn 370 triệu luôn, giảm mạnh luôn. Đó, đứng đây thì mình cũng thấy ranh rõ ha, cái đám đất mấy dưới người ta trồng dừa, trồng cam, trồng chanh. Đó, còn cái đám bên đây là cỏ thôi. Đó, em sẽ một lát em sẽ chạy em quay cho anh chị coi cái phần mà mặt hậu ha, mặt hậu đường đan. Và em xin nhắc lại một lần nữa, đây là 3.500 m² đất cây lâu năm, đang là đất trống và giá là 370 triệu 1.000 m². Ở xã An Thạnh Thủy thuộc huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Và đây là cái phần mặt hậu của cái miếng đất mình. Thì đây là cái đường đan khoảng 1.2 m. Đó, có một cái hàng rào bông bụp nè. Đây là cây trụ ranh nha, trụ ranh nè. Nhìn rất là dễ biết. Miếng đất này thì bảo đảm với anh chị là không có mồ mả gì trong đất, đất sạch nha. Tại vì hôm trước thì em có tới, lúc đó mới vừa mần cỏ xong, chủ kêu cái giá là 550 triệu đồng. Thì em chưa có quay cho kênh của mình. Thì hôm nay chủ đã giảm sâu luôn, sau 2 tháng bán chưa có đăng đó thì bây giờ là giảm luôn.
giảm còn 370 triệu luôn. Đối với những cái miếng đất khác mà tầm cái giá dưới 400 triệu thì em thấy đất nó là đất thấp ha, đất rỗng, trồng rẫy. À, vì chỉ có cái miếng này á, là đất mình cao ráo, đất vườn dừa cao ráo. Ở đây cỏ nó mọc nhiều chứ mình kêu cô bé nó cào ra một cái thôi là nó bằng phẳng, đẹp lại liền luôn. Còn cái phần cái nóc nhà màu đỏ này ha, là bên phần đó của cái vườn trái cây bên kia, không ảnh hưởng gì tới cái phần đất của mình bên đây nha. Đất mình thì chỉ cách cái mặt tiền đường đan chính này có một thửa thôi. Rồi, em xin nhắc lại một lần nữa, đây là 3.500 m² đất thuộc xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, giá 370 triệu đồng 1.000 m². Và mình nếu mà từ thành phố Hồ Chí Minh đó thì mình về tới đây là nó 80 km ha. Còn nếu thành phố Mỹ Tho về đây thì 18 cây số là mình tới. Từ ngay cái vị trí này mình rẽ phải nha. Rẽ phải 500 m là mình ra tới đường nhựa Nguyễn Long. Đó, đường nhựa Nguyễn Long đó là mình đi tới Ủy ban Nhân dân xã An Thạnh Thủy thì nó 1 cây số. Còn mình rẽ trái 1 cây số thì mình sẽ tới đường tỉnh 877. Đây, nhìn lại tổng quan cái miếng đất mình một lần nữa ha. À, mặt hậu đây. Mặt hậu là đường đan 1m2. À, mặt tiền là đường đan bên kinh. Rồi đến đây thì em xin kết thúc video. Xin hẹn gặp lại quý khán giả ở video lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.